gì mẹ bẩn vậy? Capybara. Sẽ bánh bông. La bu bu. Tiền 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 tiền. La bu bu vẫn màu nâu. Đây la bu bu 2 nha. Tiền. Kêu của Popma. Trong cái bộ la bu bu 2 này nè thì mình sẽ có 6 em là he he nè, si si, da da, di di, ba ba và bu bu. Không biết là mình có may mắn mình trúng xét rẹt không nữa. Bây giờ thì mình cùng inbox thôi. Bây giờ lấy cái đi. Thôi được rồi, đây đây đây. Mỏi mình. Ôi ghê thế. Hai miệng canh mặn giống như nhau. Inbox ra bô bô cùng mommy. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái tem này ra. Cái set này là Mẫn cũng đặt trước khi mà Popmart chính thức bán ra, là Mẫn cũng nhờ người ta mua rồi đó cả nhà. Mẫn mua được cái set này với giá là 5.800.000, còn không biết cả nhà mua bao nhiêu. Rồi Mẫn nhận được về tay là hồi ngày 19 tháng 7. Đây 3, 2, 1. Khoan từ nha. Cái này kiểu lần đầu chơi sao ta. Cái này lên vậy hả mọi người, phải không? Phải không? Phải. Đúng không cô ca? Đúng. Đây gấp lên từ 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 từ. Bỏ cái này ra đi. Đúng rồi, gỡ ra đi. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Không biết. Đây mình sẽ xé bên này. Hả? Không phải nó ra. Đây mình xé nè. Ôi mẹ. Lần đầu tiên mình unbox nguyên một hộp vậy đó cả nhà. Xé ra luôn hả? Ui gấp 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 gấp. Cô ca. Vậy sao? Không biết nữa. À. Ai? Phải gấp cả căn báo cho mọi người. Ồ. Rắc. Ôi mẹ ơi, cái tay này. Rắc cái miếng này nó đâu có rắc cái này đâu. Trời khó phù quá. Rồi, vậy đi nha. Thì á thường ở trong 6 box á là sẽ có 6 cái em này. Đó, 6 cái em như hình vậy nè. À, nếu mình may mắn thì mình sẽ có được. Rồi, à, cái con vi kịch. Đúng rồi. Đúng rồi, ok. Rồi giờ cô ca chọn cái đâu con nào cô ca khui trước đi. Con trẻ và con vui. Ờ ok. Rồi, đầu tiên cô ca khui cục nào? Cục này. Nè nè, mẹ kỹ nè. Con cầm cái này đi. Con cầm miếng này rồi con kéo qua. Đúng rồi. Mình có được xem cái thẻ trước không cô ca? Không. Rồi, rồi. Rồi, cho xé ra đi. Ờ ok ok. Con xích vô con đi. Ừ. Thôi nè nè nè, đây nè. Rồi con kéo ra, con xé ra đi. Xé ra. Trời ơi. Wow. Tiên tiên. Đúng không? Wow. Đây, mình đã có vé đầu tiên. Quá là dễ thương luôn cả nhà ơi. Con mắt em long lanh đáng yêu quá luôn. Đẹp quá. Mình có thấy được cái đai của mình luôn này à. Đúng rồi, cái thẻ này nó trong đúng không? Trong suốt. Có những cái con này đã đưa một trăng. Tiếp tục. Trời ơi, không biết có lấy được xích lẹt đâu ta. Trời. Ghê chứ. Chắc thì trùng. Tiên tiên. Ôi, phải em một tiếng không? Ôi cái màu xinh quá cả nhà ơi. Cái con vi là tím mực màu nâu. Đây cả nhà ơi, dễ thương quá à. Cái vi là tím mực con màu nâu ấy. Khi là tím mực, khi là tím mực. Coi coi coi. À. Mắt của nó hình trái tim. Đúng rồi, màu hồng nó yêu quá à. Đây. Ừ. Đẹp quá không cô ca? Đẹp. Rồi, tiếp tục. Mình còn hai cái nữa. Đẹp quá. Trời ơi. Không biết ra được xích rẹt không trời. Con năm. Con để xích vô đây. Đây nè, xé ra nè. À. Con gì? Oh my god. Màu đợt này của mấy em này siêu xinh. Cái vừa hai này á làm cái màu của các bé rất là nhã nhặn, rất là đẹp. Cái thẻ nè cũng đẹp quá trời ha cô ca ha. Xích rẹt đi cô ca. Đi mực màu nâu. Đi về cái mực cái con màu nâu để em mặc đồ cho cái con này là không thờ. Capybara, capybara, capybara. Oh. Rung quá à. Rung. Mở con xé ra luôn. Oh my god.
Wow, đây cái màu dễ thương lắm, mà lên mắt rất là long lanh. Cô ca làm gì vậy cô ca? Namo Namadida Do Phật. Chờ chờ chưa? Trời đông quá à. Khăn khủng khủng. Để mình coi, mình không dám nhìn rồi, đợi cô ca kia. No. Mẫn rất là thích ở trong cái bộ này luôn nha cả nhà, màu tím. Rồi cô Cao ơi, như vậy là chúng ta đã không có tuyết đẹp nâu. Ui đẹp quá. Đẹp không cô ca? Đẹp. Ui. Em sẽ mở cái này. Vậy là mình đã có chọn bộ sáo em. Quá dễ thương cả nhà. Ôi nhau, nhưng mà là cái con màu nâu nghe đẹp biến mực. Cũng có bị phơ ra. Em mình mở cái hộp này thôi. Bóc luôn là Mẫn đã có một số những cái bộ đồ để mặc cho Lam Bu á. Đầu tiên á là hai cái bộ này là Mẫn được tặng đó nha. Đó. Cái bộ này á là Mẫn được tặng, Mẫn được tặng hai bộ luôn. Capybara. Capybara. Capybara, capybara. Em màu nâu. Ok. Mấy hộp. Cái này em này là vơ 1. Vơ 2 là mấy em sẽ ngồi vơ 1 cái gì nè. Mình mặc vô hai Coca. Dễ thương quá. Cái này vẫn được một cái bạn là ở bạn nó ở tuốt quận 7 lần, bạn nó chạy qua bạn nó tặng nó cả nhà. Cái này còn có con tay con cái này nữa. À, tên tên. Ủa. Còn cái gì nữa không? Còn. Còn cái đồ. Ba. Hai. Một. Tên 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 đẹp. Bộ đồ này là Capybara. Cái bộ đồ nữa cả nhà ơi, cái bộ đồ này là hình con vịt. Con thiên nga. Con thiên nga. Đây coi nhìn giống con vịt vậy. Riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thì tình đó. Bộ đồ này mới được một bạn tặng nha, cái phần cánh nè, cái bạn đó là đang lem dập nổi lên cái vân cánh rất là đẹp luôn. Mình sẽ mặc thử cho em này đi. Được không? Cái đồ khi màu trắng. Em này là em Mococo. Em này thơm lắm. Cái con khẩu cuối. Thấy không? Thơm không? Cái con màu nâu thì sao? Con nó bình thường. Cái này khác cái đuôi. Mình mặc đồ cho mấy cái em này á thì là vừa dễ thương mà vừa cho mấy em đừng có bị dơ mọi người. Đúng không ok? Dạ đúng. Vậy cho nó để cái bộ áo nó mấy em dơ. Dơ cái bộ áo mình giặt. Đúng rồi. Ôi bị chày tí xíu cái mũi rồi. Dạ sao? Con nô gì không? Giờ mình sẽ mặc cái bộ đồ vô. Ta bấm ngưng một cái này nha. Dạ. A few minutes later. Mình còn một đống đồ nữa thì cái đồ này là Mẫn đặt nha, Mẫn đặt mua. Mấy cái này. Oh my god, có lên một đồ. Đúng rồi. Đây là một cái phiên bản các vị Vara khác. Ở đằng sau thì sẽ có cái túi nè. Đó. Cinnamon. Xin gì cô ca? Cinnamon. Có cái đôi dép của cinnamon nữa. Đúng rồi. À. Đây là một cái bộ bikini. Bikini. Đó, bộ đồ gấu nè. Rồi có thêm cái túi sắt, bộ đồ tuần lộc để dành mặc Noel là có một cái túi sắt màu đỏ luôn. Một bộ hình nè. Tiếp theo. Vậy là hôm nay á thì mẹ Mẫn với lại cô ca đã inbox xong cái set Labubu Ver 2 cũng như là mặc đồ cho mấy em Labubu rồi nha. Đây, cô ca cho mẹ mượn. Thì hả, có nhiều bạn á trong cái clip trước đó là cái con này không biết là cái mũi nó hình tam giác hay là hình trái tim. Cái mũi hình tam giác mọi người ơi. Hàng riêu, trời ơi. Em ơi, biết con xinh là con gì không? Dạ không, con gì vậy? Con Labubu mà nó qua mặt Capybara. Con mình xinh nhất là con này. Không, mà mày thích nhất là con màu tím. Vậy ok, mommy lấy cái con màu tím kia. Thì con một cái này của mommy. Cái này mình đồ dễ thương quá trời dễ thương luôn. Còn có đồ cái chấm vô cái con này nữa. Đây nè, đồ nè, quá trời đồ luôn phải không? Đã đúng, đã đẹp. Khi nào mình đi, bây giờ mình cho mấy con này mặc cái này. Dạ. Bye. Ôi, set Labubu Ver 2 nè, quá xinh luôn mọi người ơi. Ta-da!
và cùng nhìn ngắm lại bộ sưu tập Labubu, Mococo và Jimomo của Mẫn Mẫn nha. Ở Ver 1 thì Mẫn thấy các em Labubu hầu như đều giống nhau hết, chỉ thay đổi cái màu thôi. Mà ở Ver 2 thì mấy em có biểu cảm khác nhau và cái màu lông quá trời đẹp đi, bởi vậy phải sưu tập hết cả bộ mới được. Cái card đi kèm cũng quá trời là cute, chỉ tiếc là mình không có may mắn để được em Secret cả nhà ơi. Tôi là tôi bị FOMO theo mấy bà đó, thấy mấy bà mua nhiều quá cái tôi cũng mê theo, mà tôi sẽ ráng là thủy thích xương xương thôi chứ không có lặm. Bây giờ thì mẹ Mẫn dạ. Happy birthday. Xin chào cả.